các bạn. Nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bảo trì cho loại cam. Mình xài lâu rồi đó thì đương nhiên nó phải bị cái này bị nọ nên là phải bảo trì. Nhờ con của mình nó bị lỗi cam thì mình phải kiểm tra rồi mình thay lỗi cam. Cái cam nó không có hoạt động nữa. Nó chuyển động liên tục hoài nên là nó phải bệnh là đó. Mình chuẩn bị tiếp cám nó đơn giản như thế là bây giờ mình đã cố gắng rồi. Thấy rõ không? Đó, giờ mình để cái này gần bên nha. Đây mình cần hồi nãy mình có cáp rồi, giờ mình cần có một cục vít và một cây. Cái kìm nữa nha. Rồi giờ mình sẽ lấy kìm ra. Mở từng phần nữa hả? Thay hoài hả bạn ơi, xài cái này mau nó chắc cái cảm giác.
trong đây nè. Nên giờ mới mở, mấy bạn phải mở cái phần cái cây này ra. Cái này mình còn muốn giữ ở cái này nên mình không có hay nó quá. Tiếp tục với cái này nữa bạn. Đây nó có phần giữ lại phần phía dưới nè, cho nên mình phải mở con ốc nè. Đó, mở con ngon nè, con ngon này thì mình xài cái lục giá. Thank you.
chốt mình sẽ gỡ ra nè, bật lên, bật nó lên, mình rút được cái dây này ra, mình gỡ tiếp xuống. Đây mình gỡ tiếp, cái này nó có keo á bạn, nó làm cái dịch ra. Rồi tới phần này có phần nào tới bạn để riêng cũng không có nữa bạn. Bạn dỡ ra. Này, ở đây nó có một cái hai sợi cáp này thấy không, các bạn có chốt này, các bạn nhìn thấy muốn mở luôn cái phần này nữa là không mở cho nên anh thấy rõ không? Ba con này thì mình cũng chia sẻ cho mấy bạn nhiều rồi ha. Nên mấy bạn có dịch cái đen hoặc mấy bạn mở ra luôn cái phần bên trong, mấy bạn sẽ gắn nó lại. Tại mình còn mở mấy con ốc ở đây nữa. Mình tiếp cho mình thấy cái trục này ra. Nó cáp nó đứt rồi mình nói là phải không? Nó không có tác dụng gì nó cho nó. Đó. Mình phải mở luôn cái phần này ra thì mình sẽ lấy được cái phòng khác này hết. Cái này thì lục giác nữa. Mình sẽ cố gắng để dành việc làm cho nó hoàn toàn. Bạn dùng móng tay này, các bạn chọn chỗ này nghe không? Đây nó đang có cái phần giữ cáp á, các bạn dỡ nó ra. Đó, thấy không? Các bạn rút ra thôi, đó. Cọng cáp của mình đi ra. Để bạn muốn mở cái phần này nè, để hôm mình gắn cái cọng cáp vô đây nó dễ. Bạn sẽ mở cái trục này ra. Mở cái trục này ra. Bạn mở cái trục này ra, bạn nhớ vị trí nó nè. Các bạn nhớ vị trí nè, thấy không? Đó là vị trí này nha các bạn. Các bạn bảo tiếp cái phần này.
con này mấy bạn sẽ dở được cái phần này rồi, thấy không? Rồi bây giờ mình để cái phần này xuống lên thấy chi, mình phải gắn được cái cọng cáp này vô á, mấy bạn coi lại nè, cái cọng cáp này nó sẽ được quấn vòng vô trong cái phần trục kia mình mới gắn vô, nên mình phải gắn cái cọng cáp của mình đi vô trong cái này trước nè, không gắn cái cọng cáp của mình vô đây trước quấn lại, xiết này lại mình quấn lại, không mình làm mình nên giờ mình sẽ gắn vô từ từ nha các bạn, gắn cái thằng này vô trước đây. Đó, các bạn thấy vô đây không, cái chiều của mình quấn nè, chiều của mình quấn nó sẽ đi vòng vòng vòng, nhưng mà trước tiên đó là cái phần ở chỗ này nè, nó khó mà cái chỗ này nó khi mình gắn vô cái mặt chỗ này nè, đó anh thấy không, còn cái thằng trước nó sẽ không có bị gối dây. Nó đừng có bị cứng cái dây vào đây, làm gắn cái này lại luôn. Sau khi mình quấn vô trong đây xong á, mình nè, ở đây nó có cái băng keo á, mình lọt ra xong á mình hình cho xuống theo cái đường của nó có trong đây nè. Căng chỗ nào dùng chỗ nào hết rồi đấy. Cái chỗ nào của nó quy định cong thì mình cứ để cong cho đúng cho nó nè, đó gắn vô tay bạn vuốt rồi, bạn dùng cái cây gì đó không có bén á, bạn vuốt đây nó có cái chụp lại nè, đang chụp lại
cứ để vô cái khớp của nó là ok. Vô khớp vô này kìa, keo nè, mình sẽ lột ra, mình bóp vô trong đây hết. Bây giờ mình phỏng vô trước nè, mình để vô mình ướm trước, mình bóp mát cho nó dễ dây dễ vô. Hai mặt như thế nào mà nó mỏng đó, nhưng mà nó dính.
cần nó lặn mặt lên nó lặn mặt chứ. Cho một cái dầu cho nó bạc đạn này. Dầu cho nó bạc đạn này.
bắt mấy con này lại luôn. Mình nó sẽ đưa về trước nè, rồi nè dẫn lại hai cái dây nữa mình phá ra nè. Bye bye. Bạn chờ coi mấy cái clip bay của mình nha, mình sẽ đăng clip bay sau nè.